Chúng tôi xây dựng niềm tin, bắt đầu từ xây dựng ngôi nhà của bạn. Chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi người. Đó là những mong ước mà mỗi con người tại Đất Xanh Premium đã và đang hướng đến trong hành trình dựng xây tổ ấm với giá trị vượt xa kỳ vọng. Một tổ ấm xứng tầm cho mọi gia đình Việt. Là một trong những lực lượng nòng cốt của tập đoàn Đất Xanh, một trong những đơn vị hoạt động bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, có mặt khắp mọi nơi trên cả nước. Đất Xanh Premium cũng đang từng không ngừng lớn mạnh, không ngừng vươn xa phát triển hệ thống bao phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long Thành, Vũng Tàu và tiếp tục mở rộng chi nhánh Bình Phước trong thời gian đến. Với giá trị cốt lõi, khát vọng, chính trực, chuyên nghiệp, nhân văn, sở hữu đội ngũ hơn 300 nhân sự chuyên nghiệp và khát vọng, cùng hệ thống sàn liên kết chất lượng lên đến 1.000 người. Chúng tôi cùng nhau tạo nên giá trị bền vững trong hành trình, mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản ưu việt, nắm trong tay sứ mệnh cung cấp cho khách hàng giải pháp toàn diện về nhà ở tất cả các phân khúc, với tác phong chuyên nghiệp cùng thương hiệu uy tín. Đất Xanh Premium đang từng ngày khẳng định vị thế, trở thành nhà phát triển bất động sản, tạo nên nhiều con sóng lớn trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung qua nhiều dự án thành công. Oshimi Phú Mỹ, One Valley 1, One Valley 2, The Peak Garden, chuỗi sản phẩm căn hộ cao cấp Oppo, Oppo Garden, Oppo Skyline. Với tâm niệm phát triển nhân sự là nền móng cho mọi sự thành công, tại Đất Xanh Premium luôn chú trọng việc đào tạo và phát triển năng lực của từng cá nhân, trở thành những tinh anh trong lĩnh vực bất động sản. Tôi vừa gia nhập Đất Xanh Premium trong thời gian vừa qua và tôi đánh giá trong thời gian vừa qua, Đất Xanh Premium là một công ty có môi trường làm việc rất là năng động và sáng tạo, với các chính sách phúc lợi rất là tốt và cạnh tranh so với thị trường. Tôi tin chắc rằng trong thời gian tới, các bạn chuyên viên kinh doanh khi làm việc tại Đất Xanh Premium sẽ thỏa sức thể hiện bản thân và thăng tiến sự nghiệp trong thời gian sắp tới. Với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc và gắn bó tại Đất Xanh, tôi nhận thấy đây là một môi trường có rất là nhiều cơ hội và thách thức dành cho các bạn trẻ. Các bạn sẽ có được sự trải nghiệm, sự cọ sát thông qua việc phân phối những cái dòng sản phẩm đa dạng từ đất nền, nhà phố cho đến căn hộ. Ngoài những cái cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập bản thân, thì tại Đất Xanh Premium chú trọng đào tạo nhân viên kinh doanh về những cái kỹ năng chuyên môn giúp các bạn trở thành những bestseller. Từ cấp quản lý sẽ được hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để các bạn phát triển lên vị trí giám đốc sàn, giám đốc chi nhánh. Một chuyên viên tư vấn bất động sản sẽ là người luôn khát khao trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của cuộc đời mình, luôn nhiệt huyết, đam mê lửa nghề và hiện thực hóa ước mơ sở hữu thu nhập 8 đến 9 con số tại Đất Xanh Premium. Mình gia nhập công ty với thời gian không lâu, thì ba điều mình ấn tượng nhất đối với công ty. Thứ nhất, chương trình đào tạo. Thứ hai, chính sách phúc lợi. Thứ ba là hoạt động ngoài giờ gắn kết tinh thần đồng đội với nhau. Mình cảm thấy Đất Xanh Premium là ngôi nhà thứ hai đối với mình. Với 2 năm gia nhập công ty Đất Xanh Premium thì tôi cảm thấy môi trường ở công ty rất là năng động, nhiệt huyết. Và tôi cũng đã đồng hành với công ty trong suốt quãng thời gian vừa qua, thì tôi thấy tất cả các dự án mà công ty triển khai thì đều mang lại giá trị lợi nhuận cũng như là tinh thần cho khách hàng. Và Huyền khoe với tất cả các bạn một xíu nha, tất cả các dự án mà công ty triển khai thì Huyền đều có giao dịch thành công, và công ty Đất Xanh cũng đã mang lại cho Huyền không những về kỹ năng về chuyên môn, kinh nghiệm sống mà còn giúp Huyền ổn định về vấn đề tài chính trong cuộc sống hơn. Điều mà tôi tâm đắc nhất tại công ty đó chính là chiến lược kinh doanh tài ba của ban lãnh đạo, cùng với rất nhiều dự án sản phẩm độc quyền và uy tín, tạo rất nhiều cơ hội cho nhân viên có thể gia tăng thu nhập của mình một cách đột biến và gắn bó lâu dài hơn với công ty. Tôi tin chắc rằng trong 1-2 năm tới, Đất Xanh Premium sẽ trở thành đơn vị phát triển dự án lớn mạnh nhất miền Nam. Sau hơn 1 năm làm việc tại đây, bằng sự cố gắng và cháy hết mình với đam mê kinh doanh bất động sản, tôi đã bước lên vị trí mới, trưởng phòng kinh doanh. Khi bạn có năng lực, bạn mạnh dạn thể hiện khát vọng của mình, con đường thăng tiến sẽ luôn rộng mở. Cảm ơn Đất Xanh Premium đã giúp tôi tạo dựng sự nghiệp và có nguồn thu nhập tốt. Tin tôi đi, thành tựu sẽ đến từ trong gian khó, cơ hội đến từ việc chấp nhận thay đổi. Và sự vượt trội sẽ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc. Tôi làm được và bạn cũng thế. Với một hệ sinh thái đa dạng từ sản phẩm đến công nghệ mà Đất Xanh Premium đã áp dụng khai thác, với một tầm nhìn dài hạn, Đất Xanh Premium hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các bạn chuyên viên tư vấn. Không chỉ dừng lại ở mức thu nhập tốt, mà hơn hết
là bạn sẽ có cả một sự nghiệp. Đất Xanh Premium, mãi mãi tinh thần khởi nghiệp.